Ủ thành iPhone 11 khiến dân mạng phát sốt. Cách đây ít ngày, cộng đồng yêu thích iPhone hướng sự chú ý và tỏ ra thích thú với một phụ kiện mới lạ cho phép hô biến cụm camera kép của iPhone X, XS hay thậm chí là camera đơn trên iPhone đời cũ trở thành giống như cụm ba camera của iPhone 11 Pro. Trong video và hình ảnh giới thiệu, có thể thấy rằng bản chất của phụ kiện này chỉ là một miếng nhựa rẻ tiền được làm giống với cụm ba camera trên iPhone 11 Pro người dùng sau khi mua về sẽ dán tấm nhựa này vào camera sẵn có trên các dòng iphone cũ để nó trông giống như iphone cao cấp đơn giản rẻ tiền song những giá trị mà tấm nhựa này mang lại khiến cộng đồng vô cùng thích thú vì cho rằng nó thỏa mãn nhu cầu khoe iphone của họ